Diện quản trị Chandler Singapore vừa công bố chỉ số chính phủ tốt Chandler, trong đó Việt Nam đứng thứ ba trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và xếp thứ 56 trong tổng số 104 quốc gia được xếp hạng. Trong bản xếp hạng chỉ số chính phủ tốt Chandler năm 2022, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số bình đẳng thu nhập, tăng 33 bậc so với năm 2021 lên vị trí thứ 42. Việt Nam cũng tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 về chỉ số thu hút đầu tư chỉ số sự hài lòng với các dịch vụ công xếp thứ 15 và bình đẳng giới thứ 27. Nhìn chung thành tích của Việt Nam ở các chỉ số thị trường hấp dẫn thứ 34 và hỗ trợ phát triển con người thứ 43 cho thấy chính phủ Việt Nam đã tập trung vào tiến trình phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời bảo đảm một xã hội công bằng hơn. Chỉ số chính phủ tốt Chandler là chỉ số toàn diện nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Chỉ số này cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực của công chức và bộ máy mà họ vận hành để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn.